Nắm chặt nha. Phải, giỏi lắm. Kỳ kỳ cách qua đây. Chơi vui không? Dạ. Nhìn Ngạch Nương nè. Đây, dễ thương không? Cao qua, dẫn Kỳ Kỳ Cách đi chơi đi. Dạ. Đi đi. Đa Nhĩ Cũng, chàng có tâm sự sao? Chỉ là chuyện triều đình thôi. Chuyện gì vậy? Thế giúp được gì không? Chuyện trong triều đình phụ nữ không giúp được đâu. Vậy tại sao biểu tỷ thiếp có thể hiểu được? Lần nào chàng cũng nói với tỷ ấy mà không nói với thiếp. Đương nhiên thiếp không hiểu rồi. Nàng nói gì vậy? Ta đi thăm Đa Đa. Đa. Ca, khuyên Hồng Thừa Trù đầu hàng là một ý hay. Đề nghị hoàng thượng chắc chắn cũng nghĩ tới chuyện này. Nhưng mà ý kiến này lại từ miệng của huynh nói ra, có thể có rất nhiều thay đổi. Đã qua bao nhiêu năm rồi, Hoàng Thái Cực vẫn còn thành kiến với ta như trước đây. Vì ta mà lỡ quốc sự có đáng hay không? Ca, ca, huynh bớt lo lắng cho hoàng thượng đi. Người không phái huynh đi, có thể phái Sách Ni đi mà. Có điều, nếu như vậy thì tất cả công lao đều thuộc về hoàng thượng, không liên quan gì tới huynh hết. Con cáo già Hoàng Thái Cực này. Đa Đa, hình như so với lúc trước để thông minh hơn. Người trong cuộc mù, người ngoài sáng mắt. Đệ phát hiện là từ sau khi mắt đệ không còn nhìn thấy nữa, trong lòng đệ nếu so với trước sáng hơn không ít. Ca, đệ thật sự muốn tận mắt nhìn thấy ngày đại thanh ta vào Trung Nguyên. Hoàng thượng, đừng uống nữa, hại sức khỏe. Trẫm đang lo ba quan dặn dò không thể thu phục được tên Hồng Thừa Trù. Nghe nói Hồng Thừa Trù là một tướng tài hiếm có trên đời, lại hiểu rõ cơ mật Đại Minh, hoàng thượng không thu phục được hắn, quả thực rất đáng tiếc. Ngọc Nhi, nàng là phúc tinh của đại thanh ta, hãy thay ta thuyết phục hắn đi. Hoàng thượng, có phải người uống nhiều quá không? Một cô gái yếu đuối như thiếp sao có thể thuyết phục được hắn chứ? Ta sẽ cho nàng xem một bức họa, nàng sẽ hiểu ngay. Ê, hoàng thượng, đây không phải là Cách Cách sao? Sao lại mặc hán phục? Đây là thê tử đã mất của Hồng Thừa Trù, là người mà hắn yêu nhất trên đời. Hoàng thượng, nếu ái thê của hắn đến khuyên hắn hàng, hắn còn không chấp nhận sao? Cái gì? Kêu Ngọc Nhi giả làm vợ Hồng Thừa Trù đi khuyên hàng? Hoàng Thái Cực có còn là đàn ông không? Để ta giết chết Hồng Thừa Trù, cho hắn xuống âm phủ tìm vợ hắn là xong. Ngọc Nhi nói sao? Hai ngày nãy Cách Cách cứ tự nhốt mình trong phòng không ăn, cũng không nói chuyện gì cả, cũng không cho tôi nói chuyện này với ngài. Tôi thật sự rất là lo lắng. Cho dù Cách Cách trách tội, tôi cũng đánh liều ra ngoài cầu cứu thập tứ gia.
cách cách gì hoàng thượng. Thật sự đã chịu nhiều đau khổ. Trên đời nhiều phụ nữ như vậy. Sao Hồng phu nhân đó lại giống cách cách của chúng ta chứ? Trên đời còn có cô gái nào khác giống Hồng phu nhân đó nữa? Ngươi yên tâm đi. Chỉ cần Đa Nhĩ Cổn này còn sống ngày nào, sẽ không để cho Ngọc Nhi chịu uất ức nào nữa. Đúng là cái mặt hồ ly tinh mà. Cô nửa sống nửa chết rồi còn mê hoặc được hoàng thượng hả? Cả ngày hoàng thượng quanh quẩn bên cô, không thèm nhìn đến ta một cái nữa. Ta đã có lúc muội tự nói với mình sẽ không tin tỷ nữa, sẽ không tâm sự với tỷ nữa. Thật không ngờ ngay giờ phút này muội lại muốn đến tâm sự với tỷ. Có lẽ vì con người đang cận kề cái chết, tỷ biết không, có nhiều lúc muội nghĩ tỷ không chịu tỉnh lại có phải là bởi vì hoàng thượng làm tỷ quá đau lòng. Người ích kỷ như vậy, làm người phụ nữ của người bên vua như bên hổ, hôn mê có lẽ còn hạnh phúc hơn tỉnh dậy. Trong tối hôm nay muội phải đi giúp hoàng thượng khuyên hàng người mong muốn có được nhân tài đó. Nếu như muội chết, muội hy vọng hai chúng ta kiếp sau có thể được sinh ra đúng thời, gặp người yêu mình thật sự. Chúng ta được dịp một người đàn ông như vậy mà làm tổn thương tình cảm tỉ muội. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Gạch Gác. Nhiều lần con muốn kết thúc cuộc đời mình đi tìm người. Một người nhu nhược như con khiến người quá thất vọng. Nhưng mà con tin chắc chắn con có thể trở về an toàn. Ngọc Nhi, trẫm biết rất thiệt thòi cho nàng, nhưng nàng chính là hy vọng duy nhất thuyết phục được Hồng Thừa Trụ. Cơ nghiệp ngàn đời của Đại Thanh trẫm đang phải gánh vác. Trẫm sẽ phong nàng làm quý phi, phong Phúc Lâm làm thân dương. Nàng có yêu cầu gì
trẫm cũng đều nhận lời nàng. Nếu như thiếp không đồng ý, hoặc là xin chết, có phải là hoàng thượng sẽ không còn thương Phúc Lâm nữa không? Thậm chí người còn trút giận lên nó vì có người mẹ bất trung với người. Ngọc Nhi, hoàng thượng có còn nhớ năm đó người đích thân đánh trận, viết cho Ngọc Nhi một bức thư? Tuy là bao nhiêu năm trôi qua, hoàng thượng hoàn toàn không nhắc đến bức thư này, nhưng Ngọc Nhi vẫn còn giữ lại. Bởi vì Ngọc Nhi đã từng yêu hoàng thượng sâu sắc, trân trọng sự tin tưởng của người. Nếu như sau ngày mai hoàng thượng lại nghe được câu chuyện không hay về Ngọc Nhi, muốn giết chết Ngọc Nhi, xin hoàng thượng đừng để cho Phúc Lâm biết. Cho dù chết, thiếp cũng không băn khoăn gì. Ngọc Nhi phải đi rồi, hoàng thượng nên nhớ, thiếp thật lòng thật dạ muốn làm việc cho hoàng thượng. Năm đó, bây giờ cũng đều như vậy. Giống, rất giống. Thì ra ngươi ở đây. Bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp. Tôi không hối hận. Mạng của Tú Trân là của Thập Tứ Gia. Chỉ mong làm được chuyện gì đó cho Thập Tứ Gia. Đi theo ta. Tướng quân, ăn cơm thôi. Ta không ăn cơm của cậu Thanh, chết cũng phải chết trong sạch. Nếu tướng quân đã muốn chết như vậy, Thanh Nhi cũng không muốn sống nữa. Thanh Nhi, Thanh Nhi, sao nàng lại tới đây? Ta tìm nàng khổ sở lắm Thanh Nhi. Nếu như tướng quân không muốn ăn cơm,
Chị uống một chút canh mà tiểu nữ đặc biệt nấu cho tướng quân đi. Cô, thật ra cô là ai? Cả tướng quân còn không sợ, không lẽ còn sợ chén canh do tiểu nữ nấu sao? Nếu như trong canh thật sự có độc, tướng quân không phải được như ý sao? Mùi vị này, đây là canh gà nhân sâm bát bảo sở trường của tiểu nữ. Canh gà nhân sâm bát bảo, đây là món canh Thanh Nhi thích nấu cho ta uống nhất. Đã lâu lắm rồi ta không được uống món canh này. Đây, tôi đút ngài. Mùi vị này giống y như mùi vị canh năm đó Thanh Nhi nấu cho ta. Cô chính là Thanh Nhi của ta? Không, cô không phải Thanh Nhi của ta. Không phải. Tôi là một người có trái tim sắp héo úa. Tại sao vậy? Người chồng mà tôi yêu thương chỉ toàn nói dối tôi, không có câu nào là thật. Cuối cùng còn muốn dứt bỏ tôi nữa. Bây giờ tôi không tìm được bất cứ ý nghĩa cuộc sống nào cả. Phu nhân đoan trang tài hoa, đâu cần gì một người đã muốn dứt bỏ mình mà mất hết ý chí sinh tồn chứ. Tướng quân đang ở tuổi sung mãn, cũng không phải vì một người mình yêu đã chết mà muốn chết hay sao? Tiểu nữ trước khi chết có thể cùng người anh hùng trong lòng mình nói chuyện ở nơi yên tĩnh như vậy, cô chết cũng không hối tiếc. Người trước khi chết đều nói thật lòng. Tiểu nữ có vài lời muốn nói với tướng quân. Tướng quân có muốn nghe không? Cô nói đi. Chủ của tướng quân là một hôn quân vô đạo, sát hại trung lương. Một anh hùng như vậy tướng quân bỏ mạng vì ông ta, thật sự có đáng không? Cô, tướng quân tài giỏi hơn người, anh hùng thao lược, cứ để mai một như vậy thật sự khiến người ta đau lòng. Cô đừng đi, hãy sống tiếp. Tướng quân một lòng muốn chết để được giải thoát, lại kêu tôi tiếp tục sống một mình, không được cười sao? Ta Thanh Nhi, Thanh Nhi, nàng đừng chết mà. Thanh Nhi, nàng đừng đi, nàng đừng chết. Tại sao người con gái ta yêu cuối cùng lại muốn bỏ ta mà đi chứ? Là ngươi Đa Nhĩ Cổn, đi, mau đi giúp ta cứu một người. Được, nếu tướng quân đã lên tiếng, bổn vương sẽ cho ngài toại nguyện. Tướng quân. Thanh Nhi, chỉ cần tướng quân đồng ý thuần phục đại thanh ta thì có thể mãi mãi được ở bên cạnh cô ta. Tướng quân, ngài đừng thấy khó xử.
Tú Trân và tướng quân Bình Thủy tương phùng, lại được tướng quân đây rủ lòng thương. Dù sống hay chết, Tú Trân cũng không còn gì phải hối tiếc. Nếu tướng quân vẫn một lòng muốn chết, vậy Tú Trân cũng không muốn sống nữa. Không, ta không chết, nàng cũng không được chết. Thật không ngờ tên họ Hồng này lại đa tình như vậy. Tất cả đều trong dự liệu của cô. Đa tạ Quynh, đa diệt cổn. Đa tạ gì chứ? Người thật sự giúp cô là bản thân cô. Chuyện này, cho dù là thành công hay thất bại, Quan Thế Cực cũng sẽ vì thể diện của người mà lấy mạng mình. Mình muốn trước khi chết ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thêm một chút, và cả bằng hữu tốt nhất của mình, Đa Nhị Cổn. You, vào trong ngủ chút đi. Chừng nào vào cung ta sẽ gọi cô dậy. Hình như buồn ngủ, lại hình như rất mệt. Nhưng sao lại ngủ không được vậy? Cơ thể mệt, nghỉ chút là khỏe. Nhưng con tim mệt, mới dày dò con người ta. Ta rất muốn mình và Kim Ngọc Nhi có thể bay lượn tự do trong bầu trời rộng lớn đó. Được, ta cho cô làm Kim Ngọc Nhi một lần. Quynh làm được một con diều lớn như vậy từ khi nào vậy? Ta nghe nói từng có một người cưỡi con diều bay lên. Ta liền tìm người làm một con diều để thử xem sao. Nói không chừng có thể cưỡi nó đến chủ địch thăm dò tình hình. Có thể bay lên cao thật sao? Ta cũng không biết. Hay là hai chúng ta thử xem.
là Tẩu. Sao Tẩu ở đây? Phúc Tấn tại sao lại tới đây? Cả hai chúng ta có lẽ đều giống nhau. Ta không hiểu Tẩu đang nói gì. Ở nơi Quan Du này làm gì có ai. Ta chỉ chợt nảy ra ý định tới đây xem mặt trời mọc. Phúc Tấn thật có nhã hứng như vậy sao? Nếu như Phúc Tấn không nói ra, ta còn tưởng là Phúc Tấn tới bắt ghen nữa. Tẩu nói bậy gì vậy? Đến nước này rồi muội còn gạt mình gạt người sao? Ta thấy là con diều đó nếu có thể bay xa hơn nữa, Ngọc Nhi và Đa Nhĩ Cổn có lẽ đã sớm cao bay xa chạy. Họ sẽ không làm như vậy với ta. Tẩu còn nói linh tinh, ta sẽ không khách sáo với Tẩu. Muội đúng là ngu ngốc. Chẳng lẽ ánh mắt Đa Nhĩ Cổn mỗi lần nhìn vào Ngọc Nhi si mê như vậy muội cũng không nhận ra sao? Ngày nào huynh ấy cũng không thèm nhìn tới muội, chẳng lẽ muội không cảm nhận được sao? Sao hả? Đau lòng à? Cũng khó tránh sẽ đau lòng. Một người rõ ràng là sống ngay bên cạnh mình, bình thường ngay cả nhìn cũng không nhìn mình một cái, là người khác cũng sẽ đau lòng. Sao hả? Có cần ta giúp muội đối phó cô ta không? Ta với Tẩu không thân thiết gì mấy, sao Tẩu lại tốt bụng muốn giúp ta? Đa Nhĩ Cổn để ý đến ai, có quan hệ gì tới Tẩu chứ? Cái Tẩu nên quan tâm tới là hoàng thượng nhìn ai, sao lại để ý Đa Nhĩ Cổn của ta? Tẩu đừng có nói với ta Tẩu vẫn luôn để ý đến Đa Nhĩ Cổn. Tẩu thích Đa Nhĩ Cổn sao? Ta chỉ có lòng tốt muốn giúp muội. Sao ta có thể thích Đa Nhĩ Cổn chứ? Không có thì tốt. Ta cũng không ngại nói cho Tẩu biết, giữa ta và Đa Nhĩ Cổn là tình cảm đầu ấp tay gối hòa hợp. Người ngoài như Tẩu không thể hiểu được tình cảm giữa hai phu thê chúng tôi đâu. Tẩu đừng uổng công làm tiểu nhân, làm hại thanh danh Đa Nhĩ Cổn của ta. Trời ơi, xem ra muội không chỉ gạt mình gạt người, còn rất biết làm chuyện vượt ngoài khả năng mình. Hôm nay chắc ta làm chuyện đàn khẩy tay trâu rồi. Ta có ý tốt như vậy, nhưng đành chịu thôi. Ta thấy Tẩu cũng không tốt bụng gì. Đừng trách ta không nhắc nhở Tẩu. Đa Nhĩ Cổn của ta là một anh hùng đương thời. Những người phụ nữ thích chàng nhiều giống như sao trên trời vậy. Vậy mà chàng cũng không thèm nhìn một cái. Có điều ta chắc chắn, cho dù chàng để ý tới ai, mãi mãi cũng không để ý tới Tẩu. Cứu tôi với! Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi! Muội dám sỉ nhục ta như vậy, ta cho muội biết, ở trên thế gian này ai dám sỉ nhục Nam Mộc Chung này, ta sẽ không để cho người đó sống yên. Tới chừng đó Đa Nhĩ Cổn và Đại Ngọc Nhi sẽ cho rằng muội thấy bọn họ hẹn hò nghĩa quẩn nên nhảy xuống vực tự tử. Cả đời này bọn họ sẽ luôn ám ảnh về cái chết của muội, cả đời này không được vui vẻ. Tẩu đúng là điên mà. Ăn thêm một chút đi. Ta không ăn, ta không ăn. Ăn thêm một chút thôi. Kỳ cái cách, sao con lại không chịu ăn? Đây, nhìn xem, A Mã mang gì về cho con. Con thỏ trắng. Con thích không? Dạ thích. Nè, để bây giờ A Mã đút cháo cho con. Ăn cháo xong rồi, con chơi với chú thỏ trắng có chịu không? Dạ chịu. Dương gia người đã về rồi. Phúc Tấn không về chung với người sao? Phúc Tấn, nàng ấy không ở đây sao? Để. Không ăn, không. Tối qua Phúc Tấn ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa thấy về. Sao đột nhiên nàng ấy lại ra ngoài? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tối qua Phúc Tấn rất tức giận, nói nhìn thấy Dương gia kéo theo xe ngựa lén lút đưa Trang Phi nương nương ra ngoài. Phúc Tấn đã khóc cả buổi tối. Cảm ơn nhạc nương, cảm ơn nhạc nương, cảm ơn.
Nô tỳ khuyên người cũng không nghe, ngăn lại cũng không được. Dương gia không có ở trong phủ, chỉ còn cách đợi Dương gia trở về. Con muốn ngạch nương, con muốn ngạch nương. Tiểu Ngọc Nhi, 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 Tiểu Ngọc Nhi. Ta ở đây, ta là Tiểu Ngọc Nhi. Đừng sợ. Người không phải Tiểu Ngọc Nhi. Người là Tô Mã. Thập Ngũ Gia, Thập Ngũ Gia, ngài nhìn thấy rồi à? Ngài nhìn thấy lại thật rồi. Tẩu tẩu ta đâu? Tại sao nàng lại khờ như vậy? Tại sao nàng không đợi ta trở về để ta giải thích? Dù nàng trách ta, hận ta, nhưng còn có kỳ kỳ cách mà. Sao nàng đỡ bỏ cha con ta? Tại sao chứ? Xin lỗi nàng, đa vị cũng này, đời này không lấy ai nữa. Nàng là phúc tấn duy nhất của ta, không ai có thể thay thế vị trí của nàng. Hồng Thừa Trù đồng ý quy hàng Đại Thanh ta thật sao? Hoàng thượng anh minh, tối qua để Duệ Thân Dương tìm được một người giống y hệt như Hồng phu nhân, Tú Trân cô nương. Hồng Thừa Trù cuối cùng khó qua được ái tình. Tú Trân cô nương nào? Chính là cô nương mà hoàng thượng kêu Duệ Thân Dương dẫn vào đại lao để khuyên Hồng Thừa Trù đầu hàng. Cô nương đó thông minh hơn người, Hồng Thừa Trù vừa gặp cô ta đã thích ngay, một bước không rời. Đại nhị cổn đúng là tài giỏi, mang đến cho trẫm một sự ngạc nhiên thật bất ngờ. Theo thần thấy, chi bằng hoàng thượng ban hôn tác thành mối duyên tốt đẹp này, vừa khiến cho Hồng Thừa Trù nhận ân huệ, vừa khiến hắn trung thành báo đáp triều đình ta. Trẫm tự biết tính toán, khanh lui ra đi. Dạ. Tiểu toàn tử. Có nô tài. Truyền Duệ Thân Dương vào cung. Hồi hoàng thượng, phúc tấn của Duệ Thân Dương té xuống dưới vực, trong phủ đang tổ chức tang lễ. Hoàng thượng, tay nghề của thần thiếp có được không? Ừ. Nàng có biết tại sao tối hôm nay trẫm không tới phòng của Triết Triết, không tìm Ngọc Nhi mà tìm nàng không? Thần thiếp ngu muội. Bởi vì trẫm muốn nghe lời thật.
cho trẫm biết. Tiểu Ngọc Nhi phúc tấn của Đa Nhĩ Cổn cuối cùng tại sao chết? Chuyện này làm sao mà thần thiếp biết được? Nàng với tỷ muội được gả cho các Dương Công đại thần, nắm rõ chuyện lớn chuyện nhỏ trong ngoài cung trong lòng bàn tay, sao lại có thể không biết được? Hoàng thượng là người kêu thần thiếp nói đó. Nói. Thần thiếp nghe người trong Duệ Thân Dương phủ nói, hôm qua Tiểu Ngọc Nhi nhìn thấy Duệ Thân Dương và một người, một người nhìn rất giống Trang Phi nương nương hẹn hò bên ngoài. Tiểu Ngọc Nhi nhất thời phẫn quốc nên nghĩ quẩn, liền nhảy xuống vực tự tử. Này có chắc không? Hoàn toàn là thật. Hoàng thượng, thần thiếp cũng luôn thấy bực mình. Tối qua thiếp nghe thị vệ canh cửa cung nói, Trang Phi nương nương đã mang theo thánh dụ của hoàng thượng xuất cung làm việc. Thần thiếp cứ nghĩ là hoàng thượng lệnh cho Duệ Thân Dương bí mật hỗ trợ Trang Phi nương nương làm việc cho người. Chỉ là Tiểu Ngọc Nhi tại sao lại hiểu lầm, thậm chí còn nghĩ quẩn tự tử nữa. Tiểu Ngọc Nhi, sao muội lại khờ như vậy? Cách cách, người đừng buồn nữa. Ta rất muốn xuất cung thăm muội ấy. Cách cách, tốt hơn hết người đừng đi. Người đi như vậy trong lòng thập tứ gia sẽ càng buồn hơn. Sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tô Mã, ta thật sự rất buồn. Ta muốn đi thăm tỷ tỷ. Cách cách, ngươi đừng nói gì nữa. Ta muốn một mình nói chuyện với tỷ tỷ, ngươi ở đây đợi ta. Dạ. Tỷ tỷ, tỷ có biết không, Tiểu Ngọc Nhi chết rồi. Thật không ngờ ba tỷ muội chúng ta đến cuối cùng, người thì chết, người thì bệnh. Có nhiều lúc muội nghĩ, nếu như ba tỷ muội chúng ta không đến thỉnh kinh, số phận chúng ta liệu có khác bây giờ không? Sao ngươi lại ở đây? Hoàng thượng Cát Tường, Trang Phi nương nương qua đây thăm thần Phi nương nương. Hay lắm, đúng lúc trẫm cũng muốn tìm nàng ấy. Hoàng thượng, đúng lúc trẫm đang định tìm nàng. Không biết hoàng thượng tìm Ngọc Nhi có chuyện gì? Nàng thay trẫm khuyên hạng Hồng Thừa Trù đã lập được công lớn, vậy trẫm cũng nên ban thưởng xứng đáng cho nàng và Đa Nhĩ Cổn nữa. Nhưng tất cả những việc Đa Nhĩ Cổn làm thật sự khiến trẫm rất đau đầu. Nàng nói thử xem, trẫm nên ban thưởng hắn hay là phạt hắn đây? Ngọc Nhi ngu muội, không biết hoàng thượng nói như vậy có ý gì. Ngọc Nhi quả thật là nàng rất thông minh, nhưng tại sao nàng
luôn muốn dùng sự tài trí thông minh của mình bắt tay với Đa Nhĩ Cổn đối phó Trẫm Vệ. Nếu như hắn đã tìm được cô gái đó rồi thì cũng nên nói sớm cho Trẫm biết, Trẫm tuyệt đối không để nàng mạo hiểm như vậy. Hắn biến Trẫm thành người xấu, còn mình anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng hắn có mưu đồ gì? Đa Nhị Cổn thay hoàng thượng thu phục Hồng Thừa Trù để ấy dành thiên hạ cho người, lại bảo vệ thanh danh của Ngọc Nhi và hoàng thượng. Không phải để ấy dẫn đàn thay hoàng thượng làm tất cả mọi việc sao? Nàng đúng là biết nói thay cho hắn. Chính vào cái ngày hoàng thượng tới kêu thiếp đi khuyên hàng, thiếp đã ôm trong mình một trái tim chết. Xin hoàng thượng đồng ý ba Ngọc Nhi được chết, đừng làm hại người vô tội nữa. Nàng nghĩ nàng nói những lời này Trẫm sẽ dài dứt sao? Nàng có thể hỗn xược trước mặt Trẫm vậy sao? Nàng nghĩ Trẫm thật sự không dám giết nàng à? Nương, tỷ tỷ, hoàng thượng, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ tỉnh rồi, tỷ tỷ. Lan Nhi, tỷ tỷ, gọi thay. Dạ. Lan Nhi.